Những hình ảnh chứng minh showbiz Việt chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Đây là những hình ảnh mà bạn chỉ có thể thấy một lần duy nhất trong đời của các ngôi sao đình đám showbiz Việt. Noo Phước Thịnh lộ hàng khi livestream, bên trên ăn diện bảnh bao, nào ngờ bên dưới chỉ là boxer. Sự cố lộ nội y khi đang PR sản phẩm trên sóng livestream của Noo Phước Thịnh đã khiến cộng đồng mạng được fan cười no bụng. Một lần có lẽ là quá đủ, chàng Noo chắc chắn không để các fan nhìn thấy mình ăn mặc sexy như vậy lần thứ hai. Tiên cá Tiêu Châu Như Quỳnh mắc cạn trên thảm đỏ. Làm lố trên thảm đỏ các sự kiện không phải là câu chuyện mới mẻ của các ngôi sao. Tuy nhiên chịu chơi như Tiêu Châu Như Quỳnh thì không phải ai cũng dám. Ngay cả ý tưởng hóa thân thành tiên cá mắc cạn mà cô nàng cũng nghĩ ra được thì đó quả là tuyệt chiêu có một không hai. Tuy nhiên nàng tiên cá trong chuyện cổ tích đáng yêu bao nhiêu thì nàng tiên cá phiên bản showbiz lại gây tranh cãi bấy nhiêu. Triệu Hồi Long Vương đưa nàng tiên cá về biển, trang phục kỳ cục vậy khó đỡ quá, nhưng mà đã dành tặng cô vô số bình luận hài hước. Vũ Cát Tường mặc váy hồng điệu đà đi diễn. Với một cô nàng tomboy thậm chí bị dư luận nghi ngờ về giới tính như Vũ Cát Tường thì chuyện mặc váy đi diễn gần như chỉ có trong giấc mơ. Ấy thế nhưng giọng ca họ Vũ đã chứng minh showbiz này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Chẳng những mặc váy, Cát Tường còn chọn đúng chiếc màu hường rất bánh bèo. Tiên Tiên khoe dáng với bikini, hot chẳng kém Vũ Cát Tường, tomboy Tiên Tiên cũng từng khiến fan suýt ngất khi đăng bức ảnh diện bikini hai mảnh. Mặc dù vòng một có thể nói gần như không có, tuy nhiên mấy ai ngỡ rằng vòng eo của Tiên Tiên lại thon nuột, sexy tới thế kia. Manly như Tuấn Hưng cũng phải giả gái. Với một ca sĩ nam tính nhất nhì làng giải trí như Tuấn Hưng thì việc giả gái có lẽ chẳng thể nào xảy ra. Tuy nhiên anh cũng hy sinh vì nghệ thuật một lần duy nhất trong diện mạo giả gái mà vẫn chẳng khác nào làng ông là bao. Đầu đội tóc giả, chân đi giày búp bê là khoảnh khắc mà các fan của Tuấn Hưng có thể chỉ thấy ở thần tượng một lần trong đời. Ngọc Trinh hạnh phúc bên Hoàng Kiều. Khán giả không tin nhưng vẫn phải tin, Ngọc Trinh từng có khoảng thời gian hạnh phúc với tỷ phú Hoàng Kiều. Người đáng tuổi ông so với cô, chênh lệch tới 45 mùa xuân, song cặp đôi lại có những phút giây ngọt ngào chẳng khác gì đôi tình nhân trẻ. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng gửi trao ngôn tình thì nữ hoàng nội y và người ấy đã sớm đường ai nấy đi. Hoa hậu Kỳ Duyên lộ ảnh hút thuốc lá. Nói về những hình ảnh có một không hai trong showbiz thì không thể không nhắc tới Hoa hậu Kỳ Duyên. Bức ảnh người đẹp phì phèo hút thuốc lá vài năm trước đã dấy lên nhiều luồng tranh cãi trong dư luận. Đây là lần đầu tiên có một hoa hậu ở Việt Nam để lộ khoảnh khắc này. Sau scandal, Kỳ Duyên tuyên bố bỏ thuốc lá và giờ đây hình ảnh của cô đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn có nhớ một năm trước ngày này, vợ chồng Khởi My Kevin Khánh đã làm gì gây bão showbiz không? Trong một năm làm lễ đính hôn của cặp vợ chồng lầy lội nhất showbiz, Khởi My và Kevin Khánh luôn là cặp vợ chồng hot, sở hữu lượng fan đông đảo trong làng giải trí Việt. Mọi người yêu mến cả hai vì hình ảnh sạch không vướng đến scandal và cả mối tình đầy ngọt ngào của họ. Ngày 25 tháng 4, 2017, lễ đính hôn của Khởi My Kevin Khánh đã diễn ra và nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và fan hâm mộ. Đây được xem là đám hỏi kỳ lạ nhất của showbiz Việt khi cô dâu chú rể bí mật đến phút chót để tránh sự quan tâm quá mức từ truyền thông. Và chính hôm qua, trong một năm đính hôn, thầy của Khởi My Kevin Khánh đã nhắc lại kỷ niệm, admin đã chia sẻ. Ngày dịu dàng chung đôi, ngày tình yêu kết trái ngọt lành, hôm ấy chàng trai và cô gái chúng ta yêu thương chính thức công khai, mối quan hệ gần gũi nhất, về chung một nhà, cùng xây dựng và vun đắp tổ ấm riêng. Chẳng lời nào nói hết được sự xúc động lúc ấy. Chỉ nhớ rằng chúng ta đã rất hạnh phúc, đã khóc, đã gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến Khánh My phải không nhỉ? Chặng đường chúng ta đồng hành cùng Khánh My không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để chúng ta yêu thương họ chân thành, đủ để kiên định với niềm tin về một cái kết đẹp cho tình cảm của họ. Ngày 25 tháng 4 ấy, chúng ta cùng chung niềm hạnh phúc của cặp đôi ấy, lại lần nữa bắt đầu một chặng đường mới với niềm vui rằng hạnh phúc sẽ vĩnh cửu. Trong một năm đính hôn, chúc đôi trẻ sẽ luôn hạnh phúc, tiếp tục nắm tay nhau đi hết cuộc đời, tổ ấm nhỏ luôn luôn tràn ngập niềm vui. Họ còn làm để ảnh bìa trên trang cá nhân Facebook. Được biết, lễ đính hôn Khởi My Kevin Khánh diễn ra bất ngờ, ngay cả những người bạn thân của hai người cũng sốc khi nghe tin. Khởi My Kevin Khánh là cặp vợ chồng đẹp đôi hàng đầu showbiz Việt hiện nay. Nhiều người cũng ngưỡng mộ trước tình cảm mà Kevin Khánh đã dành cho bà xã Khởi My. Cư dân mạng đã dành những lời chúc phúc cho hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc.
Tối ngày 23 tháng 11, 2017, đám cưới của cặp đôi Khởi My Kevin Khánh được tổ chức tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, không chỉ hai vợ chồng có tình yêu đẹp, mà hai phụ huynh này đã có mối quan hệ thân mật từ trước đến nay. Họ có thể đi du lịch, đi chơi cùng nhau khắp nơi. Vì lẽ đó mà nhiều người cho rằng giọng ca Vì Sao sẽ không hề lo lắng phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu. Công khai vòng eo 56cm, Hương Giang Idol đang trên đà xoán ngôi vòng 2 của Ngọc Trinh. Đăng ảnh khoe vòng eo tròn 56cm, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang đã có thể đứng vào hàng ngũ những mỹ nhân sở hữu vòng eo nhỏ nhất showbiz Việt. Cách đây ít giờ, Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang công khai số đo vòng eo hiện tại của cô trên trang cá nhân. Thật bất ngờ, chỉ số của các người đẹp vừa tròn 56cm và khiến cho người hâm mộ phải tròn mắt ngưỡng mộ. Có thể thấy mặc dù là mỹ nhân chuyển giới, nhưng Hương Giang lại sở hữu thân hình nóng bỏng, không kém người đẹp nào trong showbiz Việt. Công khai vòng eo 56cm ở thời điểm hiện tại, giọng ca Vì Yêu Mà Cưới chính thức sánh ngang hàng với đàn chị Ngọc Trinh. Trước đó, nữ hoàng nội y lừng danh showbiz khi công bố sở hữu vòng eo 56cm, tự hào về các bộ phận đẹp nhất trên cơ thể, Ngọc Trinh còn đặt tên cho bộ phim đầu tay đúng như chỉ số vòng eo của mình, vòng eo 56. Ngọc Trinh công bố sở hữu vòng eo 56cm, tuy nhiên giờ đây cô đã gặp phải đối thủ xứng tầm là Hoa hậu chuyển giới Hương Giang. Hương Giang cao 1m70 và có số đo 3 vòng rất chuẩn, 86, 56 và 90. Trước đó vòng eo của Hương Giang đạt chỉ số 62cm, tuy nhiên khi ghi danh tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, người đẹp đã bước vào quá trình ăn kiêng rất khắt khe, thậm chí liên tục nhịn ăn giữa thời điểm cuộc thi diễn ra để vóc dáng trở nên hoàn hảo. Ép cân gắt gao, vòng eo của Hương Giang đã giảm tới 6cm. Nói điều này ra chắc nhiều người mắng, nhưng thật sự là Giang không dám ăn, áp lực lắm nhưng Giang không ăn được vì sợ mập. Có những lúc đó đến ngất đi nhưng vẫn không dám ăn vì ngày mai phải thi tài năng. Ngày mốt phải thi bikini. Thí sinh năm nay rất đẹp, có những người rất mảnh mai nên Giang chưa bao giờ áp lực như thế vì liên quan đến màu cờ sắc áo. Mọi người ngồi ăn với nhau, dù rất đói nhưng Giang cũng không dám ăn, dù chỉ vài cái rau hay salad. Biết là không ăn cả ngày sẽ mệt nhưng cũng đâu dám ăn. Lúc nào Giang cũng bị ám ảnh chuyện bụng to, Hương Giang từng chia sẻ. Hương Giang không dám ăn khi đi thi Hoa hậu vì ám ảnh chuyện bụng to. Ăn kiêng khắc khe, cô đã sở hữu vóc dáng vô cùng gợi cảm. Vòng eo nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với bạn thi các nước. Trong bức ảnh này, không thí sinh nào đọ được vòng eo 56cm của Hương Giang. Từng rất yêu thích nam em, vậy mà cuối cùng Hoa hậu Diễm Hương vẫn phải thốt lên, ngu thì tự chịu. Từng rất cảm phục tinh thần vươn lên của nam em, nhưng đến hiện tại Diễm Hương phải thốt lên vì nể độ chịu chơi của nam em và ekip của cô. Những ngày qua, ồn ào tình cảm của nam em Trường Giang Nhã Phương gây chấn động showbiz Việt. Những tưởng scandal tình ái của Trường Giang nam em sẽ dần lắng xuống. Nhưng khi nam danh hài xứ Quảng lên tiếng trần tình, sự việc lại được thổi bùng lên và tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Dù bị đe dọa nhưng nam em khẳng định vẫn yêu nam danh hài xứ Quảng. Đồng thời, hình ảnh cô xuất hiện trong một khoa tâm lý với gương mặt tiều tụy khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Bên cạnh lời bênh vực, nhiều người cho rằng top 8 Hoa hậu Trái Đất 2016 đang dùng chiêu trò bấu víu Trường Giang để đánh bóng tên tuổi. Trong buổi livestream với người hâm mộ mới đây, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ nhắc tới sự việc đang thu hút truyền thông những ngày qua. Theo đó, dù không muốn nói tới, nhưng những thông tin về nam em ngập tràn trên Facebook của Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã khiến cô không thể làm ngơ. Trước tiên, tôi cũng từng gặp cô ấy ở đằng sau sân khấu. Trong lúc đợi ra diễn, tôi có hỏi, em có định đi thi cuộc thi nào nữa không vì chị thấy em đẹp? Lúc đó cô ấy trả lời, em không thi gì nữa. Nhưng sau show đó, cô ấy nộp đơn tham dự hai cuộc thi là Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam. Bẵng đi một thời gian, tôi thấy rất cảm phục và nể sự vươn lên của cô ấy trong thế giới khắc nghiệt. Đến bây giờ khi ngồi ở đây suy nghĩ, tôi thấy rất nể sự chịu khó và chịu chơi của cô ấy cùng ekip. Bởi vì đến thời điểm này không ai không biết về người đó, Diễm Hương chia sẻ.
Không những thế, bà mẹ một con cho biết, đối với một người nghệ sĩ, nếu ăn cơm của tổ và sống chết vì nghề, thì dù làm gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ thu phục lòng khán giả. Chúng tôi là nghệ sĩ ăn cơm của tổ, sống và chết cũng vì khán giả. Cho nên dù làm gì đi chăng nữa, cuối cùng cũng sẽ thu phục khán giả. Tuy nhiên, trong một phút giây nào đó quá vội vã, muốn lôi kéo càng đông người càng tốt, cô ấy có nói một điều mà tôi nghĩ là sai. Ngày hôm qua tôi có nghe một câu rất sai. Phụ nữ miền Tây yêu là ngu muội, bị chồng đánh nhưng không bỏ được. Tôi không biết từ khi nổi lên, cô ấy đi được bao nhiêu vùng miền. Nhưng đến ngày hôm nay tôi đã trải qua 8-9 năm là hoa hậu rồi. Hồi đó đi thiện nguyện rất nhiều và điều đó cho tôi nhiều kinh nghiệm. Cái chữ yêu ngu muội không có xảy ra ở vùng miền, ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng nhiều người lắm, Diễm Hương thẳng thắn lên tiếng. Đặc biệt, người đẹp 28 tuổi khẳng định, chuyện nam em yêu ngu muội không nên lấy những thứ khác ra làm biện minh và đừng vơ đùa cả nắm. Bởi theo lời hoa hậu, những người miền Tây cô từng tiếp xúc đều rất thông minh, còn những người bi lụy là do bản thân họ tự tạo ra mà thôi. Cái chuyện bạn yêu ngu muội thì mặc kệ bạn, nếu lấy tình yêu ra làm biện minh, đó là lý trí con tim không thể nói đúng sai. Nhưng đừng vơ đùa cả nắm rằng người miền Tây yêu ngu muội. Mẹ tôi cũng là người miền Tây và mẹ tôi không như vậy. Tôi cũng thấy nhiều cô gái miền Tây rất giỏi, họ yêu thông minh và làm tròn vẹn gia đình. Còn những người chịu đựng bi lụy đấy là do bản thân mình, chứ đừng đổ lỗi cho tính chất người này người kia, vùng đất này. Tôi thấy rất mắc cười. Là một người nghệ sĩ, tôi thấy những gì bạn làm ảnh hưởng rất nhiều đến khán giả. Muốn đạt được mục đích phải có lộ trình, chứ đừng lôi vùng miền hay yêu giải cứu thế giới. Chẳng nhẽ tôi không yêu trái đất nên tôi mới sinh con và rất nhiều người mẹ sinh con là không yêu trái đất, cô tâm sự. Sau những chia sẻ thẳng thắn, chân dài họ luôn nhắn nhủ, muốn yêu thì cứ yêu, đừng lôi vùng miền Tây Bắc Trung gì vào hết, mình ngu thì mình chịu. Dù không chỉ mặc điểm tên, nhưng với những thông tin và liên hệ trong thời gian gần đây, khán giả vẫn khẳng định Diễm Hương đang nhắc tới nam em.